Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em đến với trục đường Lê Văn Khương, sát bên nhà máy bia Tiger và siêu thị Metro, quận 12. Chúng ta đến với một căn nhà một sẹt đường Lê Văn Khương với diện tích ngang 4, độ dài 14m, thiết kế một trệt, một lửng hai lầu. Hướng nhà là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta là phong thủy là đông tây tứ trạch. Đây là mặt tiền và chính căn nhà chúng ta, một căn nhà thiết kế theo kiến trúc cổ điển nha quý vị. Căn nhà này thì nằm trong một khu dân cư đồng bộ toàn nhà lầu nha mọi người. Đường trước nhà tới 12m đường nhựa, có cây xanh, điện âm và vỉa hè. Lòng đường là 8m, vỉa hè mỗi bên là 3m nha mọi người. Chúng ta cùng đi khu phố này. Khu phố rất là đẹp, an ninh, yên tĩnh, hẻm cụt. Cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Khương, phường Thế An, khoảng chừng 100m thôi, hẻm một sẹt nha mọi người. Thẳng là tới nhà luôn. Khu này điện âm và xây được khoảng chừng 70% rồi. Chúng ta chỉ còn 5-6 lô nữa thôi đang xây. Và chúng ta sẽ quay lại mặt tiền mặt chính căn nhà này. Mặt tiền thì với kiến trúc cổ điển. Và đây là căn nhà một trệt, một lửng hai lầu, với không gian rộng là khu vực gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và sân phơi cũng như là sân thượng phía sau. Hướng đông bắc nha quý vị, phù hợp với quý anh chị chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha quý vị. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng vỉa hè 3m này. Khoảng vỉa hè này chúng ta đậu được xe máy nha quý vị. Di chuyển vào phía trong, chúng ta đến với lớp cửa chính, lớp cửa nhôm xin pha. Nhà có hai lớp cửa, một lớp cửa cún bên ngoài, bên trong và một lớp cửa nhôm bên ngoài, có hai lớp cửa nha mọi người. Nhà thì đậu có gara xe hơi. Gara xe hơi ở đây khoảng chừng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía dưới gara xe hơi thì gia chủ có đổ bê tông ốp gạch 80. Hai bên tường có ốp chả gỗ lên, ốp gỗ lên cao khoảng chừng 1m2. Phía trên là tranh ảnh và giấy ánh tường, trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Và căn nhà này đang được bên nhà đất Huy Hùng chào bán với giá mềm 5 tỷ 480 triệu đồng còn bớt nha quý vị. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà đẹp xây mới, sổ hồng riêng, diện tích là ngang 4, độ dài 14m, nằm trong khu phân lô đồng bộ khoảng chừng 50 căn. Hẻm đường trước nhà 12m, một sẹt Lê Văn Khương, sát bên nhà máy bia Tiger và siêu thị Metro, cách Cầu Vấp chỉ cây cầu vượt Tân Thế Hiệp thôi nha mọi người. Và giá bán rất là tuyệt vời, chỉ hơn 5 tỷ thôi. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Căn nhà này thì đậu được xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà nhá. Mà khu này chúng ta có xe hơi thì cũng không nhất thiết phải đưa vào trong nhà, vì đây là một căn nhà hẻm cụt an ninh, chúng ta có thể đậu xe hơi bên ngoài. Khu vực không gian gara xe hoặc phòng khách dưới tầng trệt thì có những bức tranh này. Phía trên thì chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Nhà thiết kế trang trí rất đẹp, tông màu trắng là tông màu chủ đạo. Di chuyển vào trong, chúng ta tới với khu vực cầu thang ở dưới nhà và tủ rượu bên tay phải màn hình. Tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ căm xe. Cầu thang thì với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Đây là khu vực cầu thang của căn nhà. Phía sau là không gian bếp. Không gian bếp thì chúng ta có quạt trần. Hai bên tường phòng bếp thì ốp gạch lên cao khoảng chừng 1m2. Có tủ kệ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ sồi. Có tủ để đồ dưới cầu thang, có khu vực để tủ lạnh rất là rộng, chúng ta để vừa tủ lạnh hai cánh này. Bếp thì chúng ta có khu vực đặt bếp, đặt máy hút mùi, khu vực bồn rửa trên bát, giá kệ để trên bát. Phía cuối nhà thì chúng ta có giếng trời và vệ sinh. Vệ sinh cuối nhà này, nhà thì có tới 4 phòng vệ sinh nha quý vị. Đây là vệ sinh cuối nhà với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Cửa phòng vệ sinh thì gia chủ sử dụng là cửa nhôm xin pha. Đây là hướng quay từ phía sau ra, khu vực không gian phòng bếp này, quay ra này. Hướng đông bắc nha mọi người, phù hợp với quý chị chúng ta thì phong thủy là tây tứ trạch. Căn nhà nằm hẻm 12m một sẹt Lê Văn Khương, kề bên nhà máy bia Tiger, cách cầu vượt Tân Thế Hiệp và quận Gò Vấp 500m thôi. Rất là thuận tiện đi lại, ở làm việc, làm văn phòng công ty, cho thuê kinh doanh bán, làm showroom spa. Quý chị quan tâm đến căn nhà này có thể gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn, dẫn đi xem nhà và hỗ trợ pháp lý căn nhà. Rồi theo chân Hùng, chúng ta di chuyển lên tham quan không gian tầng lửng phòng tiếp khách trên đây. Tầng lửng thì chúng ta sẽ có một phòng tiếp khách và có vệ sinh riêng nha mọi người. Chúng ta cũng có thể làm phòng ngủ ở đây luôn. Thì phòng tiếp khách cũng khá là rộng, được sơn màu trắng chủ yếu. Phía sau là khu vực vệ sinh. Sau là vệ sinh này, ngay phòng tiếp khách có vệ sinh luôn, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng khách có vệ sinh thì rất là tuyệt vời nha. Quý chị nào mà đang có tầm tiền khoảng 5 tỷ, hơn 5 tỷ
mà không tìm được một căn nhà Gò Vấp hẻm xe hơi đầy đủ 4 phòng ngủ và đậu được xe hơi trong nhà, thì hãy chỉ cần đi qua cầu vượt Tân Thế Hiệp thôi, chúng ta tới liền với trục đường Lê Văn Khương và ngay nhà máy BTG là căn nhà này, chỉ cách Gò Vấp 500m thôi. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu đen nha quý vị. Chúng ta sẽ chuyển lên trên lầu tham quan phòng số 2 và số 3. Đây là khu vực không gian phòng ngủ đầu tiên, hoặc là khu vực không gian phòng ngủ số 2 nếu mà chúng ta tính cả phòng tầng lửng nha. Thì phòng thì sơn màu trắng hết, phía trên chúng ta có trần thạch cao đèn chiếu sáng, có máy lạnh được trang bị sẵn, phía sau chúng ta có cửa chốt ra khu vực phía sau, có vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt và tắm hoa sen hướng soi. Đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Nhà thì ngang 4, độ dài 14m vuông vức. Đặc biệt là căn nhà trước đường có vỉa hè tới 3m ngay trước cửa nhà mình. Chúng ta đậu được xe hơi trên vỉa hè luôn nha quý vị. Và đây là khu vực không gian phòng cái phòng số 3 này. Cũng là cái phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì chúng ta vẫn có đầy đủ công năng với bên ngoài là cửa sổ và cửa ra ban công, và bên trong là khu vực ban công phía trước kết hợp với vòi ống ngăn máy lạnh và vệ sinh. Phòng vệ sinh thì cũng đầy đủ nội thất này. Nhà này thì hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua, và hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ mua nhà với giá tốt khi liên hệ bên Huy Hùng. Chúng ta đang di chuyển lên khu vực không gian sân thượng nha quý vị, cũng như là vực không gian phòng ngủ số 3, số 4. Trên đây thì chúng ta sẽ có cái phòng rất rộng như trước này. Cái phòng này thì chúng ta có thể làm phòng thờ, phòng sinh hoạt chung. Đó, phòng rất là rộng này, phòng này là phòng số 3. Cả phòng tầng lửng nữa là cái phòng số 4 nha mọi người. Và đằng sau này chúng ta sẽ có vực không gian phòng ngủ số 4 và cái khu vực giặt đồ, phơi đồ và khu vực sân thượng phía sau cũng là vệ sinh. Đây là khu vực sân thượng phía sau này và vệ sinh, khu vực để máy giặt. Đây chúng ta có khu vực để máy giặt này và có cái cầu thang lên trên mái này, rồi có cái vệ sinh phía ngoài này sử dụng cho hai cái phòng ở đằng sau. Đây là phòng vệ sinh này. Quý anh chị vừa xem xong video trực tiếp căn nhà bán nằm trên trục đường Lê Văn Khương với giá mềm 5.480.000.000 đồng, nằm một sạc Lê Văn Khương, phường Thế An, quận 12, cách Gò Vấp 500m thôi, và giá bán thì rất là mềm mại, chỉ 5.480.000.000 đồng, xe hơi đậu trong nhà. Mọi người quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng nha, Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem căn nhà này. Ở đây chúng ta có hai căn đang chào bán. Huy Hùng rất là hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi xem nhà. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.